SLV Park Hang-seo không dẫn dắt U22 Việt Nam gặp U22 Trung Quốc. Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới, đội U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu trên sân của U22 Trung Quốc. Đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào cuối năm. Mặc dù vậy, SLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt đội U22 Việt Nam thi đấu ở trận này. Điều đó có nghĩa rằng, ông lỡ cơ hội đối đầu với cộng sự cũ là SLV Guus cờ người đang dẫn dắt U22 Trung Quốc nguyên nhân bởi thời điểm ấy, ELV Park Hang Seo bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Vào ngày mùng 5 tháng 9, ông và các học trò sẽ có chuyến làm khách tới sân của Thái Lan ở trận mở màn. Sau khi kết thúc những trận đấu dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ELV Park Hang Seo mới trở lại dẫn dắt đội U22 Việt Nam. Trong thời gian này, trợ lý Kim Han Win sẽ tiếp tục đảm đương trọng trách ở đội U22 Việt Nam. SLV Kim han win cũng là người dẫn dắt đội U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với U22 Trung Quốc. Do thời gian tập trung của đội U22 Việt Nam trùng với đội tuyển quốc gia nên có thể SLV Kim han win sẽ không có sự phục vụ của nhiều chủ cột vì bận tập trung đội tuyển quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của SLV Urs cờ đội U22 Trung Quốc hứa hẹn sẽ rất đáng gờm. Trước đó, ông đã giúp U23 Trung Quốc vượt qua Mơ Laser Lào và Philippines để giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ếch Long Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.